Sao giờ mà chưa qua nữa ta? Chào anh ba. Ủa, anh tới rồi hả? Em vừa điện cho anh luôn á. Trời, định điện tới hả? Dạ anh. Khỏe không dạ, anh? Dạ khỏe. Vậy hả? Ngày hôm nay em tới đây, em có chuyện muốn nói với anh. Em đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Thật sự với một người mà tốt như anh á, em không bao giờ bỏ anh được. Tôi biết anh đang gặp khó khăn, rất là khó khăn luôn. Chính vì vậy vấn đề tiền bạc anh đừng có lo gì hết trơn trọi á. Bây giờ tôi sẽ đỡ anh vấn đề đó. Và sau này anh kinh doanh mà thành công nữa, anh lấy cái số tiền đó anh trả tôi cũng được. Thì bây giờ á, tôi đã soạn tất cả hợp đồng rồi. Anh thấy không, chừng nào có cũng được. Tôi không có lấy tiền lời gì hết nha. Tôi chỉ giúp đỡ anh thôi. Anh mà ta nói ký với một cái, khi nào mà thành công trả cho tôi, không có vấn đề đâu. Chứ tôi mà gặp người hoạn nạn khó khăn vậy á, mà tôi không giúp đỡ, tôi ái nái lương tâm của tôi lắm. Anh có chắc không? Đương nhiên là chắc rồi. Giúp người mà lại cái người mà từ trước giờ hợp tác với mình nữa thì tôi không bao giờ tôi suy nghĩ đâu. Bởi tôi biết anh là người tốt. Đây, hợp đồng tôi có đầy đủ tất cả rồi. Bây giờ anh đang gặp khó khăn, anh đang bị vỡ nợ, thì coi như tôi giúp anh, tôi cho mượn anh đi. Rồi khi nào anh có tiền anh trả cho tôi. Tôi đâu có vỡ nợ gì đâu. Tôi xin lỗi, cái vấn đề nó hơi tế nhị xíu. Bây giờ anh đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế thì tôi sẽ giúp đỡ anh nha. Anh đừng có buồn, anh đừng có sợ, anh đừng có mà không sao đâu, cứ coi như mình người trong nhà đi. Kinh tế của tôi vẫn bình ổn mà, đâu có gì đâu. Ủa, sao hôm bữa anh nói cái gia đình anh gặp chuyện là tôi chỉ thử lòng anh ba thôi, chứ tôi đâu có vỡ nợ gì đâu. Nè. Ủa, gì? Cặp bút xích của tôi nè, anh coi đi, cái bản hợp đồng nè. Vậy anh là? Tôi là trợ lý quỹ đầu tư kinh doanh nước ngoài, phát triển hình thức kinh doanh mới. Thì trước khi gặp anh thì tôi được anh Phong giới thiệu về anh. Mà khi mà gặp anh á, thì tôi mới thấy là quyết định của tôi thật là chín chắn nhất. Ủa tại sao vậy anh? Tôi có gì đâu mà anh quyết định vậy? Thứ nhất á, là ngoài kinh doanh ra thì chữ tiền còn có chữ tâm và chữ tính. Anh hội đủ hết tất cả đó. Dạ anh ơi, anh đừng có khen tôi chỉ bình thường thôi à. Tại vì tôi thấy anh tưởng anh khó khăn thiệt nên tôi giúp đỡ anh. Với tôi không có ý gì nha anh nha. Chiều nay á thì tôi sẽ về gặp ông sếp của tôi, thì tôi sẽ mau chóng quay lại gặp anh để triển khai tiếp tục cái mà mô hình cà phê robot của anh đó. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. À quên đó, mà cho tôi gửi lời thăm bà xã của anh nha. Chính cổ á là người điện thoại đề nghị giúp đỡ, giống như những gì mà anh đã nói với tôi vậy đó. Ủa là vợ của em điện cho anh hả? Đúng vậy, vợ anh. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Trời, nãy giờ quên làm cà phê cho anh uống. Đây thôi, đây thôi, đây thôi. Vợ anh rồi phải không? Dạ. Chào chị. Em chào anh. Được vậy. Dạ. Thôi vậy tôi sẽ trả lại cái không gian riêng tư cho hai vợ chồng nha. Tôi hẹn gặp lại hai vợ chồng một ngày gần nhất. Xin phép nha. Dạ dạ, chào cảm ơn dạ, anh. Chào rồi, anh. Chào hai vợ chồng nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Trời ơi, ở đâu mà dễ thương vậy trời. Tự nhiên cái vô thử tôi vậy trời. Mà hên á, tôi có tấm lòng dễ thương nhân hậu thiệt. Trời ơi, thử mà gặp tôi gian xảo không biết làm sao luôn á. Vợ. Ừ? Em làm chuyện này á hả? Chứ còn ai vào đây nữa. Vợ của anh dễ thương quá à. Anh cảm ơn vợ nhiều nha vợ. Bây giờ vợ của anh suy nghĩ khác rồi. Em nghĩ là nhìn nè, mình là vợ chồng á thì mình phải biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Mình phải biết chia sẻ với nhau những lúc khó khăn nhất, chứ không phải là mình cứ kiếp chuyện với chồng hoài, đúng không? Có phải không? Có phải là những lời này từ cái cửa miệng em nói không vậy? Cái cửa miệng của ai? Người ta có câu là vợ chồng tát biển đông cũng cạn. Từ nay về sau em hứa em sẽ ở bên cạnh chồng, giúp đỡ cho chồng, không bao giờ kiếm chuyện với chồng nữa. Em hứa nha. Em hứa, từ nay về sau em không bao giờ làm cho chồng buồn nữa, để chồng phải bỏ em đi uống rượu giống như hôm bữa nữa. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.